Tại đấu Việt Nam, huấn luyện viên U23 Thái Lan chỉ thẳng mặt vào kinh, nói những lời kinh khủng. Madampang làm mọi cách để hòa giải. U23 Việt Nam đón tin cực vui. Thất bại đau đớn và nhục nhã tại chung kết SEA Games vừa qua đã khiến U23 Thái Lan tụt xuống tận cùng của sự thất vọng. Trong hoàn cảnh đó thì có cơ hội sở nhục trước U23 Việt Nam trong ngày đầu của tháng 6. Trước trận vô cùng quan trọng để chiếm điểm số và danh dự này, huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan ở giải đấu này là ông Srimakha đã chỉ ra thẳng mặt huấn luyện viên Poking và khẳng định mình tài năng hơn. SEA Games 31 là giải đấu mà Thái Lan có thời gian dài thống trị với 17 lần vô địch trong lịch sử. Tuy nhiên, tất cả thay đổi khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam. Không chỉ ở cấp độ đội tuyển quốc gia, các đội trẻ của Thái Lan liên tục bị chúng ta vượt mặt và đánh bại một cách đầy thuyết phục. Có thể kể đến là thảm bại 0-4 của U23 Thái Lan trước Việt Nam vào hồi năm 2019, hay là việc U23 Việt Nam đã loại ngay từ vòng bảng SEA Games cùng năm. Tất cả đã khiến cho các quan chức bóng đá xứ chùa vàng nóng mặt. Ban đầu, FAT đã cử đội U19 tham dự SEA Games 31, nhưng Madampang xuất hiện và thay đổi tất cả. Bà ra lệnh cho tất cả các câu lạc bộ Thái League là phải hoãn lịch thi đấu và người tốt nhất cho U23 Thái Lan dự SEA Games. Bên cạnh đó, lần đầu tiên Võ Chiến triệu tập 3 cầu thủ quá tuổi tham dự giải đấu U23 Đông Nam Á. Động thái đáng chú ý nhất có lẽ đến từ việc Madampang bất ngờ cho huấn luyện viên Poking xuống dẫn dắt U23 Thái Lan thay cho Srimakha. Trước đó, cựu cầu thủ đội tuyển Thái Lan bị chỉ trích khi mà cùng với U23 nước này thua cả 3 trận tại Dubai Cup. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Poking, U23 Thái Lan chơi ấn tượng và vào chung kết SEA Games. Tuy nhiên, đây lại là niềm đau lớn nhất của cả nền bóng đá xứ chùa vàng khi họ thua U23 Việt Nam toàn diện trong trận chung kết. Nhận chiếc huy chương bạc vô cùng cay đắng, U23 Thái Lan về nước với sự thất vọng và huấn luyện viên Poking cũng chia tay toàn đội. Đến hôm nay, huấn luyện viên Srimakha trở lại với cương vị quen thuộc của mình. Ngay lập tức, ông khẳng định rằng bà Madampang đã nhầm khi mà truất quyền chỉ đạo U23 Thái Lan cho Poking để rồi nhận trái đắng. Huấn luyện viên Srimakha khẳng định U23 Thái Lan ở châu Á sẽ mạnh hơn U23 Thái Lan tại SEA Games. Huấn luyện viên Srimakha có những phát biểu khá là tự tin trước thêm vòng chung kết U23 châu Á năm 2022. Tôi tin tưởng U23 Thái Lan sẽ có diện mạo mới, đã tấn công mạnh mẽ hơn nhiều so với SEA Games 31 trước đó. Dĩ nhiên, U23, Việt Nam hay là Hàn Quốc, Malaysia cũng rất mạnh, nhưng không có lý do gì mà U23 Thái Lan không đặt mục tiêu vào tứ kết. Mới đây, U23 Thái Lan đã công bố danh sách 30 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trong số này có 10 cầu thủ vừa tham dự SEA Games 31 và 7 cái tên đang thi đấu ở nước ngoài. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Thanawat hay là Sunfanat. Với cầu thủ chất lượng hơn hẳn SEA Games 31, giới truyền thông Thái Lan cũng rất tự tin về màn trình diễn tốt tại vòng chung kết U23 châu Á. Về phía huấn luyện viên Srimakha, chiến lược gia này cho rằng trận đấu với U23 Việt Nam vào ngày 2 tháng 6 sẽ ảnh hưởng lớn tới cơ hội lọt vào vòng trong của đội. Đây sẽ là cơ hội để huấn luyện viên dàn mặt người đồng nghiệp Manu Poking cũng như là Madampang. Bên cạnh đó, đây là dịp để Thái Lan trả món nợ ngút trời với các chiến binh sao vàng. Vòng chung kết U23 châu Á tới đây sẽ là một giải đấu, giới chuyên môn đánh giá Việt Nam sẽ yếu đi khi mà các đối thủ mạnh lên. Madampang cũng cho báo chí Thái Lan viết, mục tiêu U23 Thái Lan vào tứ kết là tái lập thành tích ở giải lần trước. Tuy nhiên, để đạt thành tích, ít nhất chúng ta phải vượt qua 2 đối thủ ở khu vực trung bảng. Để làm được điều đó, toàn đội phải thực hiện quyết tâm, đoàn kết và thi đấu với phong độ tốt nhất thì mới hy vọng có chiến thắng. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam ở cùng bảng với U23 Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc. Bảng C, vòng chung kết vô địch U23 Hàn Quốc thì được coi như là một suất mặc định vào tứ kết. Một tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của 3 đội. Đáng chú ý, U23 Việt Nam đã đánh bại cả 2 đối thủ này trong hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31. Ngụ ý chia sẻ của Madampang chắc chắn là muốn các cầu thủ Thái Lan loại U23 Việt Nam ngay từ vòng bảng và trả món nợ ở SEA Games. U23 Việt Nam cũng đã công bố danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2022. Ngoài 14 cầu thủ vừa vô địch SEA Games 31, tân huấn luyện viên Gom Kiwin cũng đã bổ sung 11 cầu thủ từ đội tuyển Olympic. Đây sẽ là giải đấu đầu tiên mà U23 Việt Nam không có sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hơn 4 năm về trước, giải đấu đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa bóng đá Việt Nam tạo nên dấu ấn kỳ tích trong đấu trường châu Á, chính là vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 trên đất Trung Quốc. Hơn một năm sau, trên sân Mỹ Đình, những học trò của người thầy Hàn Quốc thêm một lần nữa gây chấn động với chiến thắng đậm đà 4-0 trước U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á, khởi đầu cho kỷ nguyên thống lĩnh Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam.
Song ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, sau chiến thắng nghiền nát đại kình địch Đông Nam Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải nhận về một thất bại cay đắng khi mà cán đích vòng loại với vị trí là bét bảng. Trong khi U23 Thái Lan thành công lớn khi mà vượt mặt cả Iraq lẫn là Bahrain để có thể là bước vào vòng tứ kết. Trước vòng chung kết U23 châu Á năm ấy, U23 Thái Lan đã có thất bại nặng nề ở SEA Games 30. Trong khi đó, ông Park thành công rực rỡ với chiếc huy chương vàng SEA Games lịch sử đem về cho bóng đá Việt Nam. Nhưng ở sân chơi bóng đá trẻ châu lục, mọi thứ đã diễn ra rất khác. Huấn luyện viên Goh Eun Kiwin của U23 Việt Nam đang phải đối mặt với một thử thách. Kỳ tích Thường Châu năm 2018 và chiếc huy chương vàng SEA Games của thầy Park đang phủ cái bóng cực lớn lên người kế nhiệm. Ngoài ra, thất bại đau đớn của ông Park ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 cũng là sự quyết tâm cao độ của người Thái. Trong giải đấu lần này là những khó khăn không nhỏ đối với người mới của U23 Việt Nam. Nhưng trên tất cả, thử thách tối thượng đối với huấn luyện viên Goh Eun Kiwin trong việc là huấn luyện viên Park Hang-seo đem về chiếc huy chương vàng SEA Games 31 cho bóng đá Việt Nam. Với sự trợ giúp cực kỳ lớn từ viện binh quá tuổi là Hoàng Đức, Tiến Linh và Hùng Dũng, họ không chỉ ghi được hơn nửa số bàn thắng của U23 Việt Nam ở giải đấu này mà còn là linh hồn của hàng công. Huấn luyện viên Goh Eun Kiwin đã tuyên bố rằng ông sẽ cho các học trò của mình vận hành chiến thuật mới ở giải đấu năm nay. Đó có lẽ là một sự bất ngờ với U23 Thái Lan, song chưa đủ để người hâm mộ nước nhà có thể đặt sự kỳ vọng lớn lao. Giờ đây, cũng sẽ có không ít gương mặt mới của U23 Việt Nam lúng túng khi mà được lắp ghép vào đội hình U23 Việt Nam để thay thế cho đàn anh lừng lẫy, nhất là trên hàng công. Chia tay thầy Park là một mất mát cực lớn cho U23 Việt Nam, nhưng cũng đã đến lúc họ phải làm quen với sự thiếu vắng quan trọng này và để đặt niềm tin vào một người mới. Hơn 4 năm về trước thì huấn luyện viên Park Hang-seo từng đưa bóng đá Việt Nam trở lại rạng rỡ sau khi mà hữu thắng thất bại nặng nề ở SEA Games 29. Nếu huấn luyện viên Goh Eun Kiwin truyền đạt được sự tự tin, khát vọng bùng cháy cho các học trò, U23 Việt Nam thêm một lần nữa cho bóng đá Thái Lan thấy là nếm trái đắng như thế nào. Hiện tại toàn đội đang tập luyện tại UAE và chuẩn bị cho trận giao hữu. Ở buổi tập thứ 2 tại Tây Á, bầu không khí tập luyện của U23 Việt Nam rất là khẩn trương khi các cầu thủ không có nhiều thời gian chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trong đợt tập trung lần này, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh được bầu làm đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam, đội phó là Nguyễn Văn Toàn và Lý Công Hoàng Anh. Trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội cũng sẽ đảm nhận công việc này tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ ngày 2 tháng 6 tại Uzbekistan. Đây là lần đầu tiên Việt Anh đeo băng đội trưởng của đội U23 Việt Nam. Cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội cũng là đội trưởng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Goh Eun Kiwin. Tối ngày 27 tháng 5, U23 Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập nữa trước khi mà bước vào bài test về nhân sự, lối chơi bằng trận giao hữu với U23 UAE diễn ra vào tối ngày 28 tháng 5. Trên đây là một số nội dung chính được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.